Ban đại diện ngân hàng chính sách xã hội quận Hải Châu vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn năm 2021. Đến nay, ngân hàng chính sách xã hội Hải Châu có nguồn vốn gần 394 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn trung ương chiếm tỷ trọng trên 61% trên tổng nguồn vốn địa phương chiếm tỷ trọng gần 39%, tăng thêm 4% so với năm 2019. Năm 2020, dù hụt thu ngân sách nhưng Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu cũng đã ủy thác sang ngân hàng chính sách xã hội số tiền 5 tỷ đồng. Nhờ chủ động nguồn vốn nên công tác giải ngân tín dụng chính sách trên địa bàn quận vẫn hoàn thành và vượt kế hoạch hơn 12% và tăng trưởng tín dụng đạt trên 27% so với năm trước, với gần 10.500 hộ đang còn dư nợ. Theo Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu, nguồn vốn tín dụng chính sách được triển khai đến các phường, đảm bảo hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi nhanh chóng, kịp thời, thuận lợi. Năm 2021, Ngân hàng Chính sách Xã hội quận Hải Châu đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng là 12%, tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo 1.005 đối tượng chính sách có nhu cầu đều tiếp cận được vốn.